truyền thuyết đô thị về huyền thoại chuột Mickey, nguyên tác của nhân vật hoạt hình chuột Mickey thực chất không hề đáng yêu như các bạn từng thấy đâu, mà ngược lại nó còn vô cùng đáng sợ cơ. Trong một sự kiện được diễn ra vào năm 1930 thì đây là lần đầu tiên mà chuột Mickey được người thật đóng giả thành. Thì tuy nhiên tạo hình lúc này của nó thì vô cùng xấu xí, không hề giống như những gì được thể hiện ở trên phim. Đến năm 1930 thì Disney cũng đã sửa lại một chút về tạo hình của chuột Mickey, thế nhưng nó vẫn không hề bớt đi sự đáng sợ. Cho đến năm 1970 thì chuột Mickey mới bắt đầu có những đặc điểm tạo hình giống như bây giờ. Thế tuy nhiên, sau cái nhân vật huyền thoại này thì vẫn có một câu chuyện truyền thuyết đáng sợ chưa từng được nhắc tới. Vào năm 2009 thì có một người tự nhận là fan cuồng của chú chuột Mickey này đã đăng tải một đoạn phim, và nghe nói là đoạn phim này đã được chính những nhân viên nội bộ của Disney sáng tác vào những năm 1930. Mở đầu đoạn phim thì Mickey, từng là một chú chuột rất hoạt bát, bỗng nhiên trở nên vô cùng đau khổ, lưng khom, mặt cúi gằm xuống mà lê từng bước chân đi. Cùng với đó thì khung cảnh đằng sau của chuột Mickey cứ liên tục tuần hoàn. Thêm vào đó nữa chính là tiếng nhạc nền là những phím đàn piano mang hơi hướng kinh dị, dọa ma. Cứ như vậy, một đoạn phim vừa vô vị lại vừa ghê rợn kéo dài trong vòng 5 phút đồng hồ. Rồi màn hình bỗng nhiên tối đen lại và bắt đầu xuất hiện những tiếng hét và tiếng người ở xung quanh. Đồng thời, lúc này trên miệng của chú chuột Mickey bắt đầu xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Sau đó, khung cảnh đã hoàn toàn bị bóp méo. Những tiếng người lao xao cũng dần dần biến thành những tiếng hét chói tai.